Xin chào tất cả các bạn. Tiếp theo chương công việc ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn những công việc sẽ phỏng vấn bên mình vào ngày mai, thứ sáu ngày 18 tháng 11 lúc 15 giờ. Công việc tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn, đây là một trong những công ty mà bán hàng online, giống như kiểu livestream bán hàng ấy. Nhưng tuy nhiên, công ty đợt này tuyển là những bạn làm ở trong văn phòng nhé, các công việc văn phòng chung. Chính thức tuyển dụng ở đây là nhân viên chính thức và số lượng ở đây là tuyển 2 bạn. Nhưng mình vừa nói về công việc ở đây, các bạn sẽ làm các công việc văn phòng như là chuẩn bị các giấy tờ rồi là nhập dữ liệu, quản lý đơn hàng, kho hàng nhé. Địa điểm làm việc ở đây là làm việc ở tỉnh Saitama. Thời gian làm việc từ 10 giờ cho đến 19 giờ. Mức lương thì sẽ dao động từ 20 man cho đến 25 man. Và công ty có thưởng, một năm thưởng 2 lần các bạn nhé. Trình độ tiếng Nhật ở đây thì là, năng lực tiếng Nhật thì là hội thoại thông thường. Tuy nhiên thì là một những công việc liên quan đến văn phòng giấy tờ thì mong muốn những bạn nhất là tốt nghiệp đại học này, thứ hai là có trình độ tiếng Nhật ở đây là N1. Và nếu như bạn mà có thể nói được tiếng Trung thì công ty rất là hoan nghênh nhé. Những bạn có hứng thú với công việc này thì có thể đăng ký tham gia phỏng vấn bên mình. Thời gian ở đây là vào thứ 6, ngày 18 tháng 11 lúc 15 giờ nhé. Ngoài ra thì bên mình tất cả các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến chủ nhật đều diễn ra các buổi siêu sâu cửa cafe vào lúc 12 giờ. Từ thứ 2 đến thứ 7 diễn ra phỏng vấn vào lúc 15 giờ. Chủ nhật bên mình sẽ không diễn ra phỏng vấn mà chỉ có diễn ra siêu sâu cửa cafe thôi. Nhưng các bạn có gì thắc mắc thì có thể liên hệ trực tiếp tới công ty hoặc để lại những bình luận ở dưới video, bên mình sẽ giải đáp và hỗ trợ tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau.